Xin chào tất cả các bạn, quay lại chương trình Cùng Đi Phát Triển Khoa Trần. Cũng một khoảng thời gian này ha, mình mới làm lại video tiếp. Thì bữa nay Khoa sẽ nói một cái đề tài về vấn đề tiếng Anh đi. Có dạo này Khoa không có làm, nhưng Khoa nghĩ nhiều về đề tài để nói lắm. Thì hôm nay Khoa sẽ làm một những cái đó. Là bây giờ là cái đề tài này không chỉ riêng dành cho các bạn đã ở Mỹ du học nữa, mà các bạn đang ở Việt Nam luôn. Các bạn mà muốn đi du học những cái nước như là nói tiếng Anh như là Mỹ, Anh, Úc hay là Canada này nọ đúng không? Thì mình phải luyện cho mình cái kỹ năng tiếng Anh. Thì nhiều khi hồi xưa không biết một gì thế nào, nhưng mà Khoa thì Khoa khi mà Khoa luyện tiếng Anh á, Khoa có một cái suy nghĩ như vậy, nó là mình luyện thì ok đó, nhưng mà mình biết nó có đúng hay không? Đúng không? Mình biết nó đúng để mình luyện hay không đúng không? Đó chính là cái vấn đề ở trong chỗ đó. Thì đó là do tại sao mà khi mình làm á, mình có một cái gì hồ nghi á, mình rất là khó nếu mà làm cho thành công được, thì vì đơn giản là nó kìm mình lại, nó kìm mình lại. Đó, thành ra là bây giờ ở Việt Nam thì nó dễ rồi, bây giờ cũng có rất là nhiều trung tâm để mình có thể mình học thôi. Nhưng mà giả sử mình muốn tự mình luyện thì như thế nào đây đúng không? Thì ở thời điểm hiện tại đó, có rất nhiều thứ các bạn phải tự làm ở nhà luôn. Thì một lát nữa khi mà mình nói chào mào xong rồi nè, Khoa sẽ cho mọi người thấy một số cách mà Khoa làm. Khoa sẽ quay cái màn hình máy tính, Khoa chỉ mọi người cách mà Khoa làm tự học như thế nào. Thì tiếng Anh á, nó sẽ bao gồm bốn kỹ năng căn bản đúng không? Là nghe, nói, đọc và viết. Đó, thì khi ở Việt Nam mình á, sinh viên Việt Nam và sinh viên châu Á nói chung á, thì họ có một cái điểm yếu như thế này. Tức là tập trung nhiều cho đọc viết, nhưng mà khá là yếu cho nghe và nói. Thì cái này cũng dễ hiểu thôi, tại vì khi mà nghe và nói á, mình phải nói những cái giọng miệng khác nhau, có người bản xứ nữa nọ đúng không? Thành ra khi mà trường hợp mà mình nghe nói mình không có thầy cô của mình là người Việt thôi, nhiều khi nói lại suy nghĩ là một chút thầy cô mình hồi xưa cũng là học từ những người khác, cho nên nhiều khi thầy cô mình nói sai rất là nhiều, mà dạy cho mình thì mình cũng nói sai luôn đúng không? Thì chẳng hạn như Khoa bây giờ đi, Khoa ở Mỹ đã 10 năm rồi, nhưng mà mọi người nói mình tiếng Anh mình ở mức độ nào, mình chỉ dám nói là mình nghe nói hiểu được thôi, không có dám nói là mình thật sự mình giỏi. Tại vì đơn giản thì có những lúc Khoa nói người ta không hiểu được đó, hay là có những người ta nói mình nghe mình cũng không hiểu được. Thành ra mình không thể nào mình nói là mình thật sự là mình pro hay là mình giỏi trong cái quá trình tiếng Anh này được đó. Cái quan trọng là như vậy. Thì về phần đọc viết thì không nói rồi, tại vì đọc viết thì chỉ cần là kỹ năng thôi, thành ra mình luyện tập nhiều là mình được đúng không? Thành ra là về đọc và viết á, thì cái mình cần làm là gì, là mình cần có nhiều vốn từ là được, mình nhớ nhiều. Cái người mà nhớ nhiều vốn từ là họ đọc viết khá là tốt. Thì đương nhiên là có những kỹ năng đi kèm nó nữa, nhưng mà về căn bản mình có nhiều từ thì mình sẽ nói được nó. Thì nói chung là về vấn đề về đọc và viết á, mình đơn giản là mình gì, đọc sách nhiều vô, đọc đủ thứ loại sách luôn để mình có cái vốn từ của mình. Thì tùy vào cái mục tiêu viết của mình sẽ có những cái vốn từ khác nhau. Chẳng hạn như là về mình viết về chẳng hạn như là về viết essay hàng ngày thôi, hay là viết journal như cái bình thường thôi, thì mình không cần phải những cái vốn từ quá cao siêu, cho là những vốn từ bình thường được rồi. Như Khoa, Khoa chủ yếu là Khoa nắm những cái vốn từ bình thường thôi. Còn trường hợp mà mình viết những cái bài luận hay những cái gì đó mà đòi hỏi cái kiến thức nó chuyên ngành hơn á, thì mình phải có thêm một cái đó là từ ngữ chuyên ngành. Thì cái phần đó thường như các bạn mà học ở cái mức độ cao như là học Master hay học PhD, thì các bạn sẽ phải thi một cái chương trình gọi là TGA, gọi là GMAT đúng không? Thì đó như khoa khoa TGA nè, khoa học Master về Mechanical Engineering, tức là kỹ sư, thạc sĩ kỹ sư cơ khí, thì khoa phải thi một cái khóa là GRE tiếng Anh trước để mà luyện. Thì trong cái khóa đó đó, chủ yếu nó tập trung nhiều về phần phần đọc, phần viết và đọc viết toán, ba thứ đó. Nhưng mà cái phần viết và phần đọc á, nó rất là chuyên biệt. Về cái phần mà về đọc á, nó chuyên về những cái từ ngữ mà chuyên ngành rất là nhiều, những cái từ mà về liên quan về khoa học, về science rất là nhiều. Còn viết thì nó đòi hỏi mình phải viết sâu hơn, viết những cái tầng ý nó phải là nó sâu sắc hơn là mình viết bình thường. Thì nói ra làm ví dụ thôi, thì tùy vào cái mục tiêu chính của mình á, mà mình sẽ có cái cách học khác nhau cho vấn đề về tiếng Anh ha. Thì mục tiêu hôm nay của Khoa là Khoa chỉ nói về các bạn là để làm quen với tiếng Anh, làm sao mình nâng cao được cái kỹ năng của mình, làm sao mình làm quen với nó, mình tự mình học, mình có một cái biết mình học theo cái đường hướng đúng đắn, nên mình không phải là mình nghi ngờ bản thân mình nữa thôi. Thì mục tiêu của Khoa là như vậy. Thì cái áp dụng của mình ở đây mình áp dụng vào đời sống nhiều, thường ngày nhiều hơn, nó đơn giản thôi, nó không phải cái gì là phức tạp hết đó. Thì cái mà Khoa làm ở đây là Khoa dựa vào công nghệ hiện đại hiện bây giờ, đó chính là Google. Thì đối với khoa học rất là nhiều từ Google luôn, thì cho từ những cái lớp như là học ở chương trình ESL, học ở chương trình Community College, hay là lên chương trình đại học, lên học Master, Khoa làm Google rất là nhiều. Tại Khoa nghĩ như thế này, những vấn đề mình từng gặp khả năng rất là cao đã có người gặp rồi, và nếu mà trường hợp như vậy thì ở đâu mình tìm được cái đó, lên Google mình tìm kiếm thôi. Cái khó đây gì, mình trích xuất được cái cách làm thôi. Giống như Khoa tự Khoa nghĩ ra cách làm sao mà tìm công việc vậy đó, là Khoa tổng hợp những cái mà Khoa tìm hiểu được, và Khoa tự Khoa trích xuất ra một cái cách cho riêng mình, rồi Khoa đi chỉ lại mọi người cách đó.
Thì hôm nay Khoa làm một cái việc tương tự như vậy. Khoa tìm hiểu đủ thứ trên mạng hết và trích xuất lại một cái cách để mà làm sao dễ dàng mình nâng cao kỹ năng của mình để mà Khoa chỉ cho mọi người. Thì mình tập trung vào cái phần là nói ha. Nói. Thì cái nói của mình á, ngoài việc là mình có một cái cảm quan về ngôn ngữ, mình học nhanh, mình có thể mình bắt được cái giọng nói của người địa phương á, mình còn cái là mình cái đó là cái khó, đó là cái khó. Khoa làm không có được, Khoa không có nói được cái giọng như là cái người ở đây. Có một bạn bạn bè của Khoa mà nhưng Khoa biết á, nói rất là hay luôn, nói rằng cái là nghe giọng người Mỹ nghe là rất perfect đó. Mình nói là mình không làm được chuyện đó, nhưng cho nên là Khoa chỉ có thể làm được cái là mình cố gắng làm sao mình phát âm được cái từ đó để người ta nghe được thôi đó. Thì một cái ví dụ đi, Khoa khi mà Khoa mà ở Mỹ á, thì mình vẫn dùng tên Khoa thôi, đi làm vẫn là tên Khoa. Nhưng nhiều khi mà Khoa ra ngoài nhà hàng, Khoa đi mua cà phê, Khoa hay mua đồ ăn nhanh này nọ chẳng hạn như vậy, thì khi người ta hỏi tên của Khoa là gì, Khoa nói bằng một cái tên tiếng Anh cho dễ biết, đó là Kevin. Dạ, Kevin đúng không? Kevin. Thì hồi xưa Khoa không biết Khoa đọc chữ đó là Kevin, Kevin, Kevin. Giống chị E không? Kevin. Thì Khoa nói là tên là Kevin, người ta nghe không có được, người ta nói what? Thì Khoa nói là thì khi cái từ đó khi Khoa nói ra cái chữ rồi một lần nữa đó, người ta Kevin, E, đó là chữ E, Kevin. Đó, thành ra là một cái ví dụ nhỏ nhỏ để mình thấy thôi, cái khác biệt rất là nhỏ ở đây, nhưng mà nó sẽ tạo cho cái người nghe á, để cho họ dễ dàng họ nghe được hay không, mình phải nói đúng theo cái phần đó. Thì cái này nó cũng giống như là cái tiếng Việt của mình đúng không? Nhiều khi là giọng người miền Nam và giọng người miền Bắc, giọng người miền Trung nó có sự khác biệt với nhau. Thì tiếng Anh cũng vậy, khi mình nói đúng cái giọng mà người ta có thể nghe được á, người ta nghe rất là dễ dàng. Thì làm sao mà làm được chuyện đó? Luyện tập, chỉ có luyện tập thôi. Làm sao mà luyện tập bây giờ? Đó là mình bắt chước, mình nghe một ai đó hay một cái gì đó nói một cái từ chính xác đó ra, mình lặp lại cái từ đó theo. Khi mình lặp lại được á thì mình sẽ biết được cái từ đó. Nhưng mình làm sao mình biết là mình lặp lại đúng bây giờ đúng không? Hôm nay Khoa chỉ mình cách làm đó. Ok, rồi, mau làm như vậy đi. Khoa sẽ bắt đầu là lên máy tính rồi Khoa chỉ mọi người cái cách mà Khoa làm ha. Ok. Ok, rồi Khoa giới thiệu cho mọi người là đây là cái màn hình máy tính của Khoa ha. Thì Khoa có một vài công cụ mà Khoa cài đặt sẵn trong máy rồi mà Khoa rất là thích. Thứ nhất đó là một trong những cái website hay dùng nhất là translate.google.com này nè. Thì cái trang này là cái trang chuyên về giúp cho mình là mình sẽ dịch dịch ra những cái tiếng nước khác á. Thì có nhiều những cái trang về tiếng Anh trên trên mạng lắm, nhưng mà bây giờ Google phát triển rất là tốt về cái mảng này, cho nên là Khoa tin tưởng Khoa dùng nó rất là nhiều, mà nó là dễ sử dụng nữa, nó nhẹ nữa. Đó, cái thứ hai mà Khoa dùng cũng của Google luôn là một cái extension trong cái Chrome, nó gọi là Google Translate. Thì mình vô trong cái phần mà Chrome extension đó, thì mình vô trong đây nè, mình search cái trong cái web store này đúng không, thì mình tìm kiếm cái Google Translate là nó sẽ ra cho mình cái đây chính là cái này đây, Google Translate cái này. Thì Khoa đã cài đặt nó rồi, cho nó để chữ edit trong đây sẵn rồi ha. Thì cái phần Google Translate này nó có giá trị như thế nào? Thì khi mà mình Khoa nói về kỹ năng mà để mình đọc đúng không? Thì mình phải có biết từ vựng. Thì khi mà trong quá trình mình đọc á, mà mình không biết từ vựng mình rất là nản đúng không? Thì bây giờ á, hồi xưa mình tra từ điển trên giấy, trên 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 quyển từ điển này nọ rồi. Bây giờ thời buổi này đâu cần nữa đúng không? Bây giờ mình xài trên máy tính thôi. Thì Khoa hay đọc báo, một những cái trang mà Khoa thích đọc đó là cái trang BBC. Thì BBC này là hình như là của, không biết phải của Mỹ, của Anh nữa, US Canada nè. Thì nó có BBC tiếng Việt nữa nha, nhưng mà BBC tiếng Anh Khoa đọc cũng nhiều. Thì mình chọn một cái đề tài mình thích trong đây thôi, thường là thế giới hay là đơn giản là cái hôm này sẽ có những cái hot news trong đầu tiên á, thì mình cứ chọn một bài báo mình đọc đi, lấy đại một bài bất kỳ đi ha, rồi bài báo về Trump và China đi. Thì cái trang BBC này nó viết văn phong nó rất là chuẩn mực, thành ra là mình học được cái cách viết rất là nhiều. Thành ra mình thấy là thông qua cái cách đọc này nè, mình để ý cách người ta dùng cấu trúc câu như thế nào, dùng từ như thế nào, thông qua đó mình sẽ nâng được cái kỹ năng mà mình đọc, mình kỹ năng ngữ pháp của mình lên. Mà ngữ pháp của mình phát triển cộng với từ ngữ của mình phát triển á, là mình giỏi về phần viết đúng không? Thì bây giờ trong quá trình mình đọc đi, mình sẽ có những từ nào mà mình không hiểu chẳng hạn như vậy, thì với cái chức năng mà Google Translate này nè, mình chỉ việc chọn là double click vào nó đó, là mình bấm vào đây nó sẽ ra cho mình nghĩa từ đó luôn, front front runner đó. Thì mình bấm vào cái này mình sẽ nghe được đó, thấy không? Còn nếu trường hợp mà mình muốn cái chữ này biết rõ hơn á, mình thấy mình copy nó, mình đưa vào bên đây
thì nó sẽ ra như mình cái từ nghĩa mà cái nghĩa bằng tiếng Anh luôn, the contestant that is leading in a race in order competition chẳng hạn như vậy. Thì mình thấy mình chọn như đây, mình hiểu được cái từ đó nghĩa tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt như thế nào và cái cách đọc ra sao mình biết được luôn. Thì vừa quan trọng là người ta đọc cho mình nghe nữa, thành ra như vậy mình rất là dễ đúng không? Thì bây giờ kho biết cái từ này rồi, kho muốn đọc cái từ này làm sao cho nó mình muốn bắt chước tại mình đọc làm sao giờ đúng không? Thì đó dùng chức năng này của bên Google Translate nè, đó là voice input right here. Thì bây giờ mình xóa này đi, cái chữ này là front runner đúng không? Nãy mình nghe nó đọc rồi mình bắt chước ha, front runner cũng gần đúng tại vì cái chữ này nó quên tắt. Thì cái này nó mình đọc chữ front runner mình viết rời ra thành ra nó đọc nó tắt ra như vậy nhưng mà về căn bản là đúng đúng không? Thì bây giờ mình thử đọc nhanh chút xíu, front runner đó đúng rồi đó, thấy không? Đó thì đó là cách mà khoa đọc, khoa tập đọc như thế đấy, bằng là đó là cách mà khoa đọc một cái chữ như vậy. Thì thông qua đó là mình biết cách là mình làm sao mà cái chữ mình đọc như vậy, thì mình lặp đi lặp lại cái quá trình đó càng ngày càng nhiều, có phải là cái vốn từ mà nó tăng dần lên không? Đó thành ra là cái chỉ đơn giản là như vậy thôi, thành ra là khoa đủ nếu mà mình đọc rồi. Thì như vậy mỗi ngày mình đọc một chút đến một chục bài tin thôi, mình đọc như này từ nào biết mình đọc một clip mình bấm vô đây front runner mình nghe đọc trước, front runner, ok front runner thấy nó nhấn không, front runner. Thì bây giờ mình đọc chữ này front runner ra liền đó, đâu có gì khó đâu đó. Thì đó là cách để mình đọc từ 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 mình sẽ phát âm được cái từ đó. Còn nếu mà trường hợp mình muốn một câu dài luôn á, mình thử cái này đó, mình thấy mình copy nó mình đem phần này nè, dán ở đây tắt này trước đi quên rồi, dán ở đây. He said both China and Ukraine should look into Mr. Biden, a Democratic presidential frontrunner, and his son. Rồi, Google nó đọc cho mình một lần đúng không? Nếu mình bấm nghe lần thứ hai nó sẽ đọc chậm hơn cho mình. He said both China and Ukraine should look into Mr. Biden, a Democratic presidential frontrunner, and his son. Ok, hay ha, nó đọc cho mình rồi. Bây giờ mình đọc, mình thử là bây giờ mình để nguyên cái đó, mình xuống dòng đi. Mình viết tiếp cái phần đó, mình đọc như vậy có như thế nào đúng không? Coi nó nghe nó hiểu mình không ha. Thử nha, khoa làm thử nha. Ups, đọc bên phải đi, sorry, mất tiêu rồi. He said both China and Ukraine should look into Mr. Biden, a Democratic presidential frontrunner, and his son. He say both China and Crime look into MIT, Mr. Biden. Khoa đọc chữ Mr. giống như là MIT gì đó. Nó đang nghe chữ Mr. Biden, nhưng mà Mr. Biden. A Democratic presidential front runner, khoa đọc là front runner and his son. 80% đúng, 20% sai đúng không? Đó, thì khoa thấy rõ cái lỗi của khoa là như vậy. Chữ Mr. này khoa đọc nhanh quá, khoa nghe giống như là chữ mid, thì là Mr. Mr. Cái này chữ đó nó kéo dài chút xíu và này là front runner chứ không phải là print runner, hoặc là chữ front nó nhẹ quá đi. Thì đó là cái sửa biết cách sao về sửa lại thử nha. He said both China and Ukraine should look into Mr. Biden, cũng bị cái chữ Mr. luôn, Mr. 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 chứ không phải là meter giống như meter đúng không? Thử lại He said both China and Ukraine should look into Mr. Biden. Cố ý quá. Thôi một chữ Mr. đi. Mr. Mr. không ok đó. Rồi làm lại câu này. He said both China and Ukraine should look into Mr. Biden, a Democratic presidential front runner and his son. Gần đúng không? Cái chữ stay này với chữ là say, khoa nãy phải đọc đầu đúng khúc đầu mà khúc sau phải đọc lại sai. Ok, đó nhưng mà cái idea là như vậy thôi để mọi người thấy là đó là cái cách để mình có thể là mình tận dụng những cái sẵn có nếu mình học tiếng Anh là như vậy. Rồi. Thì bây giờ là đó là cái này ha. Thì bây giờ mình thử mình luyện vài chữ, vài câu mà nó đơn giản đi ha. Thì để mà luyện tiếng Anh á, đây là cách đơn giản nhất mình làm. Thì nếu mà mình muốn luyện phát âm á, nó còn một cái phần nữa mình có thể làm á, là mình dùng những cái câu để mà luyện, nó gọi là twist tone hay là tone twister.
Tongue Twister. Thì tongue twister trong tiếng Việt mình nghĩa là bị vặn lưỡi á, những cái câu mà làm nó mình đọc mà nó dễ bị vặn vẹo cái lưỡi của mình đó, thì mình luyện bằng cách đó để mình nó giúp cho mình dễ phát âm hơn. Thì và đây là cái trang web Ngọc Khoa thấy nè, nó gọi là mình search Google thôi, tongue twister, thì nó ra rất là nhiều cho mình những cái sample đó. Thì đây là một cái mà Khoa tìm thấy trên đó nè, thì mình có thể là mình đơn giản mình học nói những câu như thế này. Ok, để mình thử làm một vài ví dụ đi ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu, mình sẽ làm một ví dụ một vài với những câu này ha. Thì mấy cái này đọc nghe hơi bị oải đấy. Thôi lấy câu thứ hai đi. Nghe Betty đúng không? Betty bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit better butter will make my butter better. So it was Betty Better, better, butter. Bought a bit of better, bought butter. Nghe là thấy đọc thấy lèo lưỡi rồi. Thì bây giờ chẳng hạn cái từ này trong đây mình thấy khó đọc không? Giả sử mà có từ đó mình khó đọc đi, chẳng hạn như là có thể là chữ butter này đi. Nó cũng không khó đọc mà mình thử đi. Đó là nhồi bột. Butter, đọc là butter. Chữ T này đọc chữ giọng Mỹ là butter ha. Better. Butter, ok. Chữ này sẽ là butter, baddie, bottle, ha, butter. Chữ butter này đọc thế nào? Bơ. Xin lỗi. Cũng như là bơ hả? Rồi, thì bây giờ nếu mà mình muốn á, mình thấy mình copy cái phần này đi, mình copy mình đem qua cho Google nó đọc trước. Đây, để phần tiếng Anh nè, tiếng Anh chẳng hạn như vậy. Bên đó cũng được, bên đây cũng được, mình cho nó đọc thử nha. Betty Potter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter, but a bit of better butter will make my batter better. So 'twas better Betty Potter bought a bit of better butter. Nghe kịp không? Không kịp đúng không? Nghe lại nha, nó sẽ chậm hơn. Betty Potter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter, but a bit of better butter will make my batter better. So 'twas better Betty Botter bought a bit of better butter. Rồi thấy sao? Thấy hơi bị căng rồi đúng không? Chỗ này có chữ này là so to towards, cái này là chữ là is was, xong này nó đều nó viết tắt thành chữ là towards đúng không? Thì mình đọc cái chữ này, chỗ này khá hơi khó nè. Ok, bây giờ mình thử đi ha. Bây giờ mình có bên phải rồi, mình sẽ đọc cái bên trắng này để phóng lớn chút xíu cho mọi người dễ coi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đọc cái từ này, mình đọc cái câu này để highlight nó. Rồi ha, bây giờ bắt đầu nha, thử cho mình dặn lời cái nào. Betty Potter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit better butter will make my butter better. So 'twas better Betty Potter bought a bit better butter. Thử nha. Betty Potter bought some butter, but she said the butter bitter. If I put it in my butter, it will make my butter. Chỗ này sai nè. Butter better. Đúng rồi. My butter bitter. Make up mother butter, but a big make better. Cũng gần đúng hả? Ok, cũng tạm ổn đó chứ. Nghe cũng ok đó. Đó, thì đó là cái cách mà để mà Khoa hay luyện nó, nhiều khi cái này cũng 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 hay. Một câu ngắn cho nó dễ. Câu này đi. Câu này đi. Câu này hay nè. She sells seashells by the seashore. Đúng không? Một lần một là đúng ngay luôn. Rồi thử một câu khác. How can a clam cramp in a clean cream can? How can I clam cram in the clean rim can? Chữ này sai nè, đọc là rim hoặc là cream, cream đúng không? Đây cái thứ nhất. Này là clam, này là chữ này là clam, còn cái này hai chữ này khá là giống nhau nè, clam và clam. Chữ nào đúng đây? Đọc này sao đây? Clam. Clam, clam. Clam. Clam, chữ e đúng không? Clam. Còn cái chữ này là clam nè. Đọc là clam nè. Clam. Clam và clam. Đây là hai chữ dễ nhầm lẫn đúng không? Thì có thấy cái chỗ sai đã, bây giờ đọc lại cho đúng rồi nha. How can a clam cram in a clean cream can?
cling, nó nghe thành như sling, đọc lại chậm hơn chút. How can a clam, no sai rồi, clam mới đúng. How can a clam cram in a cling cream can? Ok, đúng rồi hả? Đó, đúng rồi đó. Bây giờ sau một bài sửa đổi là mình đúng rồi đó. Về thử cái câu tiếp theo đi. Cái cuối cùng đi ha. Ice cream and you scream, we all scream for the ice biết lắm à. Chữ scream này như ice cream này nó khó bị phải bị lộn nè. Bây giờ thử chữ cream đọc như thế nào? Cream. Cream, còn chữ này như thế nào? Scream. Scream, còn scream, còn hai chữ này đọc chung như thế nào? Ice cream. Ice cream với lại ice cream, hai chữ này đọc như thế nào nha, cái này khó nè. Ice cream. Ice cream có cái âm cần cao chút đúng không? Ice cream. Ice cream rõ ràng ha. Ice cream thì cái âm nó nhấn lên cao chút, cái này động từ nó nhấn nhả cao chút, còn chỉ ice cream nó kéo xuống một chút. Thử lại nha. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Thấy sao mọi người? Ổn không? Ok ha. Đó, thì đó là một cái ví dụ để mình sửa chữa trong cái cách đọc như vậy. Thì đương nhiên mình practice make perfect. Cái câu là như vậy. Practice make perfect. Đó, practice make perfect. Thì có nghĩa là mình luyện tập càng nhiều thì mình càng tiến bộ thôi. Thì đây là một cái ví dụ để mình làm. Đương nhiên chẳng hạn như là mỗi ngày mình đọc cái chữ chỉ scream, ice cream and ice cream. Chẳng hạn như vậy. Hay là clam với là clam. Nhiều khi mình đọc từ từ mình sẽ có cái sự khác biệt ở đây. Đương nhiên phải thông qua quá trình mình luyện tập hàng ngày nữa. Rồi, thì bây giờ để trước khi kết thúc á, Khoa sẽ chỉ mọi người một những cái trang đọc mà Khoa rất là hay thích đọc nữa, là cái trang gọi là trang VOA English. Thì mình thấy mình search Google thôi, VOA English. Thì cái trang này á, thì nếu mà mình có hai cái, một cái là khi mà VOA English á, thì nó sẽ ra cho mình đó là nó có những cái để mình học luôn, Intermediate Level hay là Advanced Level. Thì cái trang này nó có một cái là khi mình lên English Advanced như vậy đó, nó chia cho mình những cái bài báo, những cái level khác nhau để mình đọc. Nhiều khi một cái bài báo mà về beginning level đi thì nó dễ đọc hơn, từ ngữ nó dễ hiểu hơn. Khi mà chuyển qua intermediate thì nó sẽ khó hơn một chút, còn advanced nhiều, nhiều từ chuyên ngành hơn một chút. Thì cái độ khó nó tăng dần như vậy để mình tạo cảm hứng để mình đọc bài đó. Thì bây giờ hàng cái bài về beginning level đi, mình chọn một bài bất kỳ, chẳng hạn như vậy, bài bất kỳ mình đọc. Thì cái VOA có thích một cái chỗ gì, nó có phần đọc ở đây. Nhiều khi mình đọc báo, mình thể mình đọc, mình muốn mình vừa đọc vừa coi á, chẳng hạn như vậy, mình bấm play ha. This week, we answer a request from Tan Tin Ong. He writes, "Hi teacher, let me know how to use wonder as question form. Thanks in advance. Dear Tan Tin Ong, thanks for writing to us." Đó, mọi người thấy cái idea đúng không? Là nó đọc cho mình nghe, như mình coi theo, mình đọc theo, mình đọc theo trong quá trình đó mình nghe. Thì cái này nó gọi là vừa nghe vừa đọc. Mình vừa nghe người ta cách nghe như thế nào, cách người ta đọc như thế nào và mình theo dõi theo luôn. Thì đây là cái trang mà Khoa rất là thích, tại vì nó sẽ giúp cho mình được cả hai việc cùng lúc luôn. Thì giống như việc mình coi phim có phụ đề gì đó, thì cái này là mình đọc báo có phụ đề thôi. Và thêm nữa là với cái công cụ mà Google Translate á, mình chẳng hạn cái từ này mình không biết đi, punctuation là gì, double click vào đó, bấm vô đây một cái là chấm câu, dấu chấm câu là chấm phẩy đó. Thì để mà mọi người ra được cái Vietnamese như thế này nè, mình vô cái attention options, mình chọn cái primary language của mình là Vietnamese. Thì như vậy nó sẽ ra cho mình, khi mình double click vào một chữ đó, nó sẽ ra cho mình cái Việt Nam ở đây. Một cái trick nữa để mà học tiếng Anh cho tốt á, là mọi người có thể làm, mình nên dùng tiếng Anh nhiều hơn một chút. Nhiều hơn đây ở chỗ chẳng hạn như là đơn giản thôi, mình cho những cái xung quanh của mình là bằng tiếng Anh hết, chẳng hạn như là trên cái phone của mình đi, thì hay là trên máy tính của mình đi. Có những người họ để thói quen là họ để tiếng Việt đúng không, nhưng mà Khoa thì ngay từ hồi học đại học Việt Nam năm 2004 là Khoa đã dùng tiếng Anh rồi.
Thật ra mình chưa phải là giỏi, nhưng mà khi mình dùng tiếng Anh như vậy, mới đầu nó cũng khó khăn, nhưng mà sau thì nó quen với mình hơn, thì mình thấy cái tiếng Anh nó dùng cái gì nó gần gũi. Bây giờ chẳng hạn như là cái chữ mà settings, chữ settings ha, chữ nó như vậy, settings đó, thì cái chữ settings này cái chữ settings này có nghĩa gì là thiết lập, đúng không? Thiết lập. Nhưng mà khi mà mình nó có gì chuẩn bị cho mình đây, mình đây cài đặt, đúng không? Đó thì khi có phải là, nhưng mà bây giờ khi mà nói chỉ cài đặt, cái Khoa quay lại phone mình, ủa cài đặt là gì ta? Hồi xưa mẹ Khoa dùng tiếng Việt á, Khoa giúp mẹ chỉnh mấy cái iPhone á, riết cái mình cũng hơi bị một chút xíu, gọi là bị confused á, bị hơi gọi là sao, lớ ngớ chút đỉnh á giữa hai cái tiếng. Nhưng mà được cái là khi mình xài quen tiếng Anh rồi đó, khi mình qua mình dùng cái khác cũng dễ hơn. Khoa biết một người bạn qua Mỹ cũng hơn 2 năm 3 năm rồi, đi làm thì đi làm nail thôi, nhưng mà nghĩa là, nhưng mà dùng tiếng Anh đó thì nó nói tiếng bồi, với lại là nói chuyện bằng tiếng Việt nhiều hơn. Nhưng mà nói Khoa là qua 2 năm rồi nhưng mà anh nói tiếng Anh vẫn chưa được, và anh vẫn chưa có quen dùng tiếng Anh. Thì khi mà Khoa thấy bạn Khoa dùng đó, lái xe xuyên bang rất là ngầu nha, thoải mái luôn, nhưng mà dùng cái GPS vẫn là tiếng Việt. Thì ở đây chính là gì, là anh ấy chưa có quen, bạn ấy chưa có quen với việc là mình phải dùng tiếng Anh trong một cái giao tiếp gọi là thường xuyên hàng ngày như vậy. Thì đó là cái mà Khoa nghĩ là nếu mà trường hợp mình làm sẽ tốt hơn cho mình rất là nhiều. Ok, bữa nay đủ vốn rồi ha, đủ để mọi người có thể học tiếng Anh được rồi. Thì Khoa chúc cho mọi người thấy những cái gì mà Khoa chia sẻ nó hữu ích, mong là mà gặp mọi người số tiếp theo nha. Rồi tạm biệt mọi người, chúc một ngày thật là vui, bye bye. Hi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Khoa nha. Hãy giúp Khoa là để lại những ý kiến của mình, những điều các bạn nghĩ là video bổ ích, hay là những điều các bạn nghĩ là sẽ giúp cho Khoa phát triển được thêm những cái ý kiến mới, hay là làm cho chương trình mình tốt hơn nha. Đừng quên bấm vào nút subscribe và nút quả chuông để mà thứ nhất ủng hộ tinh thần của Khoa, thứ hai để mà các bạn thấy được những video mới nhất càng sớm càng tốt cho mình được phát hành nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mong mọi người ngày thật là vui và hẹn gặp lại số tiếp theo. Bye bye.